Chào mừng các bạn đã quay trở lại truyền hình Văn Lang. Mình là Ngọc Anh. Trong thời gian vừa qua, trường chúng ta đã có rất nhiều những tin vui và ưu đãi vô cùng nổi bật mà nhà trường đã chuẩn bị cho các bạn, đặc biệt là cựu sinh viên có nhu cầu nâng cao trình độ học tập sau đại học. Hãy cùng chúng mình điểm qua những thông tin ngay sau đây. Theo thông tin chính thức được thông báo ngày 15 tháng 9 năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức xét duyệt trường Đại học Văn Lang đào tạo chương trình học thạc sĩ chuyên ngành công nghệ môi trường. Đây là một trong những ngành vô cùng hot, mở ra nhiều cơ hội cho cựu sinh viên Văn Lang sau khi kết thúc chương trình đại học. Sau 10 năm, chương trình bậc sau đại học tăng nhanh về quy mô với 13 ngành đào tạo thạc sĩ và đào tạo tiến sĩ với ngành khoa học môi trường. Năm nay, trường Đại học Văn Lang xây dựng rất nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn dành cho cựu sinh viên. Những chính sách này không những giúp đỡ cựu sinh viên về mặt vật chất mà còn là sự hỗ trợ về tinh thần mà nhà trường gửi gắm. Với ưu đãi đầu tiên, Đại học Văn Lang giảm 10% học phí toàn khóa cho các cựu sinh viên của trường. Trường luôn ưu tiên và tạo cơ hội cho sinh viên có thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc phát triển, tuyển thẳng với học bổng 100% học phí toàn khóa học. Tiếp theo là các bạn sinh viên tốt nghiệp loại giỏi được xét tuyển thẳng với học bổng 70% học phí toàn khóa học. Và cuối cùng là các bạn sinh viên tốt nghiệp loại khá sẽ được xét tuyển thẳng với học bổng 30% học phí toàn khóa học. Ngoài ra, trường Đại học Văn Lang đã bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh cho 13 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022 với các ngành 1. Quản trị kinh doanh, 2. Kinh doanh thương mại, 3. Tài chính ngân hàng, 4. Công nghệ sinh học, 5. Kỹ thuật môi trường, 6. Quản lý tài nguyên và môi trường, 7. Kiến trúc, 8. Quản trị khách sạn, 9. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 10. Ngôn ngữ Anh, 11. Mỹ thuật ứng dụng, 12. Luật kinh tế, 13. Kế toán. Thời gian nhận hồ sơ kéo dài đến ngày 15 tháng 11 năm 2021 và thời gian ôn thi bắt đầu từ ngày 15 đến ngày 1 tháng 12 năm 2021. Còn thời gian tuyển sinh, đây là một cột mốc rất quan trọng nên các bạn hãy lưu ý nha. Sẽ bắt đầu từ ngày 18 tháng 12 và kết thúc vào ngày 19 tháng 12 năm 2021. Về chi tiết chính sách ưu đãi tuyển sinh các bậc sau đại học năm 2021 đến 2022, các bạn có thể quét mã QR sau đây để nắm rõ hơn các thông tin nha. Sáng ngày 27 tháng 10 năm 2021, đại diện trường Đại học Văn Lang, hiệu trưởng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu chính thức ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác quốc tế MOU trực tiếp với hai trường đại học danh tiếng là University of Waikato, New Zealand. Đây là môi trường thuộc top 200 trường đại học hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu truyền thông. Theo biên bản hợp tác với trường Đại học Văn Lang, hai bên sẽ thực hiện chương trình liên kết. Sinh viên hoàn thành 2 năm học tại trường Đại học Văn Lang ngành quan hệ công chúng sẽ được chuyển tiếp học tại chương trình cử nhân kinh doanh và cử nhân truyền thông tại trường. Đối với University of Perpetual Hub System Delta, Philippines, đây là môi trường có hơn 45 năm kinh nghiệm đào tạo các cấp. Theo biên bản hợp tác, hai bên sẽ hướng đến mục tiêu cùng tổ chức các hội nghị chuyên đề, hội thảo, trao đổi giảng viên, nhà nghiên cứu, thực tập sinh, xây dựng chương trình trao đổi sinh viên giữa hai trường. Tin vui nói tiếp tin vui, ngày 28 tháng 10 năm 2021, Đại học Văn Lang hợp tác cùng trường Đại học Anya của Hàn Quốc và Đại học Huddersfield của Anh mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên tự do phát triển, hoàn thành mục tiêu giáo dục. Mục tiêu hợp tác cùng trường Đại học Anya Hàn Quốc là phát triển chất lượng giáo dục đại học, tăng cường giao lưu văn hóa Hàn Việt thông qua việc thực hiện chương trình trao đổi sinh viên. Các khối ngành liên kết là Global Logistics and Business Administration và Korean Language and Culture. Đối với sự hợp tác cùng Đại học Huddersfield Anh lần này, Văn Lang mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên ngành du lịch tham gia chương trình trao đổi đa dạng. Hai bên sẽ thực hiện chương trình liên kết quốc tế theo biên bản thỏa thuận hợp tác đã ký kết. Đó là tất cả các thông tin vô cùng thú vị trong tuần qua. Ngoài những ký kết được thực hiện, các ưu đãi dành cho cựu sinh viên cũng được nhà trường quan tâm rất nhiều. Nhà trường luôn tạo điều kiện cho các bạn mở rộng môi trường học tập và tiếp cận với nền giáo dục quốc tế. Các bạn hãy đón chờ số phát sóng tiếp theo của truyền hình Văn Lang để không bỏ lỡ bất kỳ điều gì hay ho nha. Xin chào và hẹn gặp lại.